Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị chăn điều may mắn, vạn điều tốt lành, bình an và hạnh phúc. À, thưa quý vị, mỗi dịp tết đến xuân về, người Việt Nam thường có thói quen đi xem tử vi đầu năm để biết được cuộc sống của mình trong năm mới ra sao. Và đây cũng là một cái thói quen tốt giúp gia chủ có được cái nhìn mới, mới mẻ về cái cuộc đời của mình. Và mỗi năm thì cái vận trình tử vi của mỗi người lại có những cái điểm đặc biệt riêng. À, kính thưa quý vị. Trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì vận trình của những người tuổi canh tí sinh năm 1960 Nam Mạng cũng có những cái nét khá là đặc biệt. À, cuộc sống của những gia chủ tuổi canh tí sinh năm 1960 trong năm 2024 năm Giáp Thìn sẽ có những cái thay đổi đáng chú ý và có những cái điều tốt và chưa tốt. Vậy thì quý vị có đang tò mò về cái vận trình tử vi của những gia chủ tuổi canh tí Nam Mạng sinh năm 1960 trong năm 2024 năm Giáp Thìn hay không? À, nếu có thì xin mời quý vị và các bạn dành ra một chút thời gian để chiêm nghiệm về cái lá số tử vi của tuổi canh tí sinh năm 1960 nam mạng. À, trước khi vào phần luận giải chi tiết thì quý vị hãy hoan hỉ nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, uh, trong video ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi canh tí sinh năm 1960 năm mạng trong năm 2024 năm giáp thìn. Uh, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết vận trình chi tiết của tuổi canh tí trong năm 2024 sẽ như thế nào, cát hung ra sao. Uh, như chúng ta đã biết cái năm 2024 năm uh, giáp thìn là một cái năm mà khá hợp với những người tuổi Tý do được cục diện là tam hợp Thái tuyến, che chở. À, cái cục diện tam hợp nó sẽ gì mang lại nó phù trợ cho những người tuổi Canh tí có cơ hội gặp gỡ được quý nhân đối phương có thể là người thân hoặc là những người trong gia đình hoặc là bạn bè đã quen từ trước hoặc là đồng nghiệp hoặc là sếp của mình ấy, họ có thể giới thiệu cho những gia chủ tuổi Canh tí những cái cơ hội phát triển vô cùng đáng quý trong cái năm 2024 năm giáp Thìn này đó. À bên cạnh đó lại được cái vận thiên tài là chiếu mệnh lại được thiên tài là chiếu mệnh đó cái thiên tài thì nó ghé thăm trong cái năm 2024 nó cho thấy là những người tuổi canh tí có lẽ là họ sẽ rất giỏi trong cái việc thể hiện cái bản lĩnh của mình trong cái việc kiếm tiền ngay cả khi cái tình tình hình nó khó khăn nhất thì gia chủ cũng đủ cái bản lĩnh đủ khéo léo để mở ra những cơ hội để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình à, thế nên tiền bạc đúng nào dùng dính là cái điều dễ hiểu bản mệnh có thể kiếm tiền bằng cái việc làm thêm dù vất vả nhưng mà sẽ giải quyết được cái tình trạng là tiền nong hiện tại ở cái thời gian này thì cũng không khuyến khích quý vị hợp tác nhưng mà rất ủng hộ quý vị làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và giúp đỡ được nhiều người hơn đó năm 2024 là năm được cục diện là tam hợp với thái tuế vậy nên những người tuổi canh tí sinh năm 1960 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế quý vị có thể để sau ốp điện thoại để ở trong túi trong ví để được thái tuế che chở trợ vận cho cái năm 2024 nó được thì thuận lợi và anh thông à, năm 2024 cái kim bài thái tuế này thái tuế tinh quân chính là gì là lý thành đại tướng quân lý thành đại tướng quân thì một tay ngài cầm kiếm và một tay ngài cầm khăn đó à, đằng sau thì sẽ là cái hình gọi là kim bài thái tuế là cái linh phù thái tuế dùng để hóa giải vận hạn của thái tuế mang lại cái vận may cho gia chủ thì đây là cái linh phù thái tuế đúng không và đây là cái biểu tượng con rồng là của năm 2024 À, trên này có niên hiệu của năm là 1964 và 2024 đó à, khi mang theo cái kim bài thái tuế bên mình thì sẽ được thái tuế che chở giúp đỡ đấy để nghênh đón thái tuế thì sẽ có một năm bình an và may mắn à, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn mang lại cái cát lành cho mình đó à, thưa quý vị những gia chủ tuổi 1960 canh tí đấy nam mạng thì à, có gì có thiên can là canh địa chi là tí Người này có lá số là Dương Nam, có ngũ hành là Bích Thượng Thổ, có cung mệnh là Cung Tốn thuộc Mộc, được gọi là Lương Thượng Chi Thử, có nghĩa là chuột trên xà, có xương là xương con chuột, tướng tinh là tướng tinh con dê, con nhà huỳnh đế, quan lộc bần cùng. À, năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi à, canh tí sinh năm 1960 thì có gì? Có gọi là lưu niên đế vượng nó chậm mệnh. Vậy nên là không ít người tuổi này trở nên cao ngạo khi mà bản thân có thành tích hơn người khác nếu các bác còn duy trì cái thái độ sống của 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 mình ấy sẽ lao đao vì có những người ghen ghét đố kỵ tìm cách gây hại lời khuyên cho những gia chủ tuổi canh tý là nên khiêm tốn vì trên thế gian này còn rất nhiều người giỏi hơn à, chỉ có là mình chưa gặp được họ mà thôi vậy nên là gì trong thời gian này hãy khiêm tốn một chút đấy à, bên cạnh đó thì uh, những cái người mà tuổi canh tí sinh năm 1960 thì gặp cái hạn cái hạn là hạn tam tai ba năm liên tiếp thì năm 2024 năm Giáp Thìn là cái hạn tam tai năm thứ ba Năm thứ ba đúng không ạ Và gặp cái hạn tam tai năm thứ ba này thì cũng khuyên gia chủ là Không nên dừng các việc đang làm lại đúng không ạ Không nên dừng các việc đang làm hiện tại Nói chung là trong năm ấy thì bị cục diện tam tai nó chiếu mệnh Nên là sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng Bản mệnh vẫn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên Không nên đầu hàng trước nghịch cảnh hoặc là tạm dừng những cái việc uh, Những cái kế hoạch của bản thân ấy vì đến khi bắt đầu lại sẽ rất là khó à, quý vị sẽ gặp phải nhiều cái trở ngại lớn hơn vậy nên là quý vị cần phải hết sức lưu ý cái hạn tam tai này bên cạnh đó những gia chủ thấy canh tý là 65 tuổi 65 tuổi thì gặp cái sao là sao thổ tú sao thổ tú chiếu mệnh đúng không ạ cái sao thổ tú là cái sao nó đem lại sự tai tiếng kiện cáo về pháp luật gia đạo thì không yên à, sức khỏe thì hao mòn sau này nó xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch tháng 4 là tháng kỷ tỵ và tháng 8 là tháng quý dậu đó. À, trong dân gian vẫn lưu truyền một bài về thổ tú như sau Thổ tú sau ấy phải lo Tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn Tháng 1, tháng 8 chẳng an Kỵ trong hai tháng thiếp chàng bi ai Làm ăn thì cũng có tài Khiến cho đau ốm phải dày tổn hao Mang lời chịu tiếng biết bao Bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ Tham tài dục lợi của vô Đem ra thì bị côn đồ đoạt đi à, Tin người ngon ngọt phải nguy thi ân bố đức việc gì cũng qua ở trong năm mà hạn gặp cái hạn sau thổ tú này thì các cụ người ta vẫn khuyên là nên hành tượng tích đức để có thể là gì hóa giải được phần nào đấy à, tiếp theo là những người tuổi canh tí là 65 tuổi thì gặp cái hạn năm là cái hạn ngũ mộ Đó. các cụ nói là gì ngũ mộ hạn xấu tổn tài thiên tinh mắc phải thì họa tai ngục hình cái hạn ngũ mộ nó là một cái hạn nó chủ về kinh tế tài chính và tiền bạc nhưng mà cũng làm liên lụy đến sức khỏe tài vận và sự nghiệp của gia chủ À, vào cái năm 2024 gặp hạn ngũ mộ thì những người tuổi canh tí sinh năm 1960 nên cẩn trọng trong mọi việc liên quan đến cái chuyện tiền bạc tránh để gây thiệt hại dự về 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 người và của đúng không ạ cái hạn ngũ mộ là một cái tiểu hạn được cho là rất xấu về đời kinh tế tiền tài của con người tiền bạc chỉ là vật ngoài thân nhưng mà ấy, cũng là cái thứ mà khiến con người đam mê và chăn trở bởi vào năm gặp hạn ngũ mộ thì rất dễ xảy ra những cái chuyện là mất mát về tiền bạc tài chính thì suy giảm khiến cho con người buồn giàu suy sụp dẫn đến là sức khỏe nó cũng bị ảnh hưởng và trong cái hạn này ấy, thì nói chung là nó chủ về mất mát tiền của nặng thì bị tán ra bại sản nhẹ thì chỉ mất một phần cái sự mất mát do là gì khiến cho tinh thần quý vị đau xót và mất ăn mất ngủ khiến cho tâm lý bị bất an và buồn giàu đó vậy nên để hóa giải cái hạn cái sao thổ tú cái hạn ngũ mộ cũng như là cái hạn tam tai trong năm 2024 nó giáp thìn thì những gia chủ tuổi canh tí 1960 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo. Minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc. Bạc thì có tính chất là kỵ tà hóa sát, cũng như là xua đuổi tà ma. Khi mà quý vị bị trúng uh, gió hoặc trúng tà ấy, thì người ta thường dùng bạc để người ta đánh gió. đó Vậy nên là nó có tác dụng là xua đuổi tà ma và tránh xa âm khí. Thứ hai là cái bạc này, cái cái minh quan pháp bảo này, nó được khắc lục tự đại minh chú trên 6 cạnh này lục tự đại Minh chú. Bên cạnh đó ở giữa nó có một viên cầu pha lê. Thì trong viên cầu này có chú bát nhã tâm kinh cũng như là cái hình tượng quan Thế âm Bồ Tát đang ngồi thiền. À, vậy nên à, khi chúng ta soi cái cái ánh sáng, soi cái đèn flash của điện thoại nó sẽ hiện ra phía trước, phía trước à, phía đằng trước ấy là cái hình tượng là Quan Thế âm Bồ Tát cũng như là cái bài chú bát nhã tâm kinh. Vậy nên nó có tác dụng là khai sáng trí tuệ. Đấy. Vậy nên khi mang theo bên mình thì sẽ giúp cho gia chủ được minh mẫn hơn, à, không mắc phải những cái quyết định sai lầm trong công việc bên cạnh đó nó có tính năng trừ tà hóa sát vậy nên khi mang theo cái vật phẩm minh quang pháp bảo bên mình ấy, thì sẽ được gì thần phật che chở độ mạng à, giúp cho chúng ta khai thông trí tuệ và được tịnh tâm an nhiên từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn trong công việc đặc biệt cái minh quang pháp bảo là cái vật phẩm thiết yếu để sửa hóa giải cái vận hạn là sao thổ tú hạn ngũ mộ và cái hạn tam tai đó vậy nên quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo để được trợ vận hộ thân Bên cạnh đó, cái minh quan pháp bảo này cũng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à, Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để được thỉnh cái minh quan pháp bảo Mang lại cái may mắn, mang lại cái bình an cho mình à, Thưa quý vị, à, trong năm 2024, năm giáp thìn, thì chúng ta biết ấy, là một năm mà cũng gặp khá nhiều cái rắc rối mặc dù là được cục diện tam hợp và thiên tài ấy. Nói chung về cái tài vận của những gia chủ tuổi canh tí ấy thì cũng sẽ rất là ổn. Nhưng mà do là chuyện phải suy nghĩ nhiều và là một thứ hai là gì? À, khi mà tài nhiều ấy, thì cũng sẽ thì bị cái cục diện là tiểu nhân, nhiều người ganh ghét đố kỵ và đem thủ trúc oán, vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. À chúng ta biết trong năm 2024 nó rất thìn thì địa chi thìn ẩn tàng ba thiên can là mậu, quý và ất. Mậu, quý và ất. Ta có canh gặp mậu thì nó là gì? Nó là thiên ấn. À, canh gặp quý thì nó là thương quan. Và canh gặp ất thì nó là chính tài. Đó. Vậy nên trong năm 2024 năm Giáp Thìn, à, những người tuổi canh tí thì nói chung là canh gặp mậu là thiên ấn thì cái thiên ấn này này, cái thiên ấn nó nói rằng là trong năm 2024 ấy của gia chủ tuổi 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 canh tí thì được thiên ấn nó trợ lực nên là những người đang làm quản lý những người đang làm quan chức sẽ gặp thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp à, trong vận trình của năm thì luôn có quý nhân phù trợ vậy nên tuổi canh tí làm việc gì thì cũng được gì khôn ngoan nhạy bén nhưng thiếu một chút tinh tế và khéo léo nữa thì có thể là đạt được những thành công lớn lao hơn nữa trong công việc cũng như là trong cuộc sống à, bên cạnh đó chúng ta có canh gặp quý thì nó là gì nó là thương quan À, khi gặp thương quan lâm vận thì trong cái thời gian này ấy, thì nó nói lên rằng là gì trong năm 2024 ấy, thì gia chủ tuổi canh tí sẽ gặp thương quan lâm vận nên là cần phải cẩn thận kéo mất chức mất quyền hoặc là bị thôi việc hoặc là bỏ học giữa chừng quý vị làm gì cũng phải cần phải có quyết tâm cao thì mới có thể là thành công được gia chủ nên bỏ cái tính cả thèm chóng chán ngay và luôn để có một cái cuộc sống tốt hơn đó đó là cái thương quan đó. vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi tý những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn nó cũng sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải những thị phi những xung khắc trong cuộc sống nó mang lại cho quý vị một cái năm bình yên và may mắn à, khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn bên cạnh thì nó sẽ gì sử dụng cái cát khí lên của linh vật tam hợp thân tí thìn nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hòa hợp tình cảm vợ chồng à, từ đó sẽ giúp cho quý vị và các bạn để có được cái cuộc sống bình yên và may mắn à, Quý vị đã biết ý, các cụ ngày xưa câu là tề gia trị quốc bình thiên hạ à, Khi mà cái nhà yên ổn rồi thì chúng ta đi làm việc Nó việc được, được gì? Được hanh thông thuận lợi Mới có động lực để đi kiếm tiền và có động lực để làm giàu à, Bên cạnh đó thì khi mang theo cái vòng tác hợp quý nhân đến mình Thì nó cũng sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải những xung sát Những cái thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại do cái gì cái thương quan nó mang lại À, vậy nên nó sẽ mang lại cái may mắn và bình an đó bên cạnh đó khi mà gặp cái chuyện Chúc uh, chắc trở hoặc là bế tắc trong công việc thì cũng được quý nhân kịp thời tương trợ giúp đỡ. Nó mang lại cái vận trình năm được bình an và may mắn. À, vòng tác hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, khi thỉnh vật phẩm ấy, thì quý vị hãy để lại họ tên ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của mình. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 ở trên đầu màn hình này, này. 0989 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn mang lại sự bình an cho mình trong năm 2024 là giáp thìn. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta có năm canh tí, à, năm giáp thìn ấy, thì từ canh tí chúng ta canh gặp ất thì nó là chính tài. Để được cái chính tài nó 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 lâm vận nó giúp đỡ. Vậy nên là con đường sự nghiệp của những người tuổi canh tí ấy, thì nói chung là may mắn đầy mình. Đó, gia chủ từ canh tí đi làm rất chăm chỉ, thật thà, không thích làm ăn gian dối nên được rất được lòng cấp trên được uh, nhiều người thì được thừa kế cái sản nghiệp của gia đình nhà mình ấy. Nên là gì cũng sẽ gì được một cái khối tài sản lớn và dễ tìm được những mối làm ăn thu về cái lợi nhuận không hề nhỏ. Đó. À, quý vị thân mến, còn về sức khỏe của những gia chủ tuổi Canh Tý chúng ta có năm giáp Thìn, Thìn thổ gặp Tý thủy, thổ thủy tương khắc đúng không ạ? Gặp cục diện là thổ thủy tương khắc nên là cái sức khỏe, sức khỏe của những người tuổi giáp Thìn nên là sức khỏe của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong năm 2024 nó giáp thìn thì nói chung là cũng không được tốt cho lắm, đó bị cầu diện sâu khác. Vậy nên quý vị cần phải lưu ý cái vấn đề về sức khỏe của mình đó. À, và bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải có cái chế độ luyện tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, cũng như là tham gia các câu lạc bộ thể dục thể thao các câu lạc bộ người lớn tuổi ấy, để gì? Tham gia để sinh hoạt, vận động cơ thể cho cơ thể nó được dẻo dai và và được khỏe mạnh hơn. À, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi canh tí sinh năm 1960 nam mạng trong năm 2024 năm giáp thìn thì nhìn chung về tổng quan năm 2024 năm giáp thìn là một năm may mắn may mắn với những gia chủ tuổi canh tí sinh năm 1960 đó à, quý vị hãy nhân nếu mà còn có ý định là kinh doanh hoặc làm giàu ấy, hoặc là xây dựng cho mình một cuộc sống cuộc sống tốt hơn thì quý vị hãy gì nhanh thì có thể tiến hành cái công việc đầu tư kinh doanh trong thời gian này cũng như là cái mở rộng cái hệ thống mở rộng cái hệ thống kinh doanh của mình cũng như là giao tiếp để có thêm những khách hàng mới những đối tác làm ăn mới thì cũng sẽ rất là thuận lợi và may mắn à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn về cái vận trình của những gia chủ tuổi canh tý sinh năm 1960 năm mạng trong năm 2024 năm giáp thìn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn